Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phát động phong trào thi đua năm 2024 và tuyên dương khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Dự hội nghị có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thông tin cụ thể về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành các chương trình, đề án phục vụ mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử thông minh, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, quyết tâm đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia, hoàn tất các tiêu chí thủ tục trước quý 3 năm 2024, xây dựng phát triển huyện Phong Điền thành thị xã. Liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024, Thừa Thiên Huế phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP 8,5 đến 9,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.000 đô la Mỹ, phấn đấu thu ngân sách đạt 12.320 tỷ đồng, tổng thu từ du lịch đạt từ 8.000 đến 9.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành địa phương cũng đã tập trung thảo luận, nêu ý kiến về một số vấn đề quan trọng, trong đó đáng chú ý trên lĩnh vực du lịch, đối ngoại, thông tin truyền thông. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thông tin về tình hình an ninh quốc phòng trên địa bàn trong năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn, Trung tướng Hà Thọ Bình đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh là địa bàn có nhiều tôn giáo, tình hình an ninh chính trị phức tạp. Ngoài ra, điều kiện phát triển kinh tế có nhiều khó khăn. Song năm 2023 đã có nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, an ninh quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận, biểu dương những thành quả trong năm 2023 mà tỉnh đã đạt được. Đồng thời lưu ý, năm 2024 là năm tăng tốc, dự kiến sẽ trình đề án để đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, ngay từ đầu năm, các sở ngành địa phương cần tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc của các dự án, giải phóng năng lực sản xuất, tăng khả năng tiếp cận dự án, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính bởi đây là vấn đề hết sức quan trọng, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, tập trung ở các vấn đề nhạy cảm. Ngoài ra, cần đẩy mạnh triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt chú ý đến công tác giảm nghèo ở A Lưới. Bên cạnh đó, cần có những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kiềm chế tệ nạn xã hội và ma túy. Về lâu dài, cần chú trọng vào những vấn đề được xác định là trung tâm như giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ để có kế hoạch dài hạn đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng cho biết thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong năm 2024. Cụ thể, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, nghị quyết 38 của Quốc hội, nghị quyết 83 của Chính phủ với trọng tâm là tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án quy hoạch quan trọng, đặc biệt là đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế. Cùng với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu cả cấp, cả ngành và các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện năm 2023, công bố đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành địa phương năm 2023, ký kết biên bản liên tịch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2024, tuyên dương và khen thưởng các đơn vị cá nhân.